Xin chào mọi người Chào mừng mọi người đến số còn cô anh bạn cùng nhé Chúc tất cả mọi người một buổi tối thật vui vẻ Thì tối hôm nay em lại tiếp tục lên hình Thì hôm nay giới thiệu cho người Một nô cần ISO Một nô cần ISO thập cẩm đò to, đỏ nhỏ, ngắn, dài, đầy đủ hết mọi người nhá Thì trước khi vào giới thiệu chi tiết Mình lại giới thiệu qua đây là bảng số điện thoại của mình Bảng số điện thoại này mọi người lại trực tiếp cho mình Để chốt đơn hào và tư vấn chi tiết nhé Mọi người để các bạn ra nô qua số điện thoại này để nhắn tin hoặc yêu gửi ảnh mình sẽ gửi ảnh cho người xem còn tên mình là thế anh số điện thoại mình là 0326 267 369 mọi người lưu vào khi là cần gọi điện cho mình hoặc là thắc mắc gì đó có thể trực tiếp cho mình nhé mình báo giá trên thân cần này sẽ bao gồm ví ship mỗi đơn cần sẽ cộng thêm 40 ngàn 40 ngàn đây là tiền ship code ship tận nhà cho mọi người luôn mọi người hàng tới nơi mọi người kiểm tra hàng trước khi tiền cho mình nhé nhận hàng kiểm tra hàng trước khi tiền thì làm sẽ giới thiệu chi tiết một cây cần một cây cần đầu tiên giới thiệu cho mọi người đây một cây cần iso một cây cần iso có thông số là dài 54 đoạt số 3 54 đoạt số 3 này thì nó hơi lâu ngày hơi bay màu đi một chút nhá đó carbon xoắn vòng xoắn lò xo so, xoắn từ gốc đến ngọn luôn đây đó đây ngoại hình tổng thể này ngoại hình bên ngoài thì cái này có xước nhá ngoại hình có xước cái này sử dụng dàn khoen bát là dàn khoen bát Fuji bát Fuji s 6 này bát Fuji FS6 và dàn khoen là dàn khoen Fuji đã xám khói dàn khoen Fuji đã xám khói, khói nhá nguyên bản chưa thay thế nhá đó nguyên bản chữ thay thế này đây ngoại hình bên ngoài này đó sơn bóng này còn chứa này sẽ là sơn nhám nhá rồi chúng ta đi kiểm tra phôi bên trong phôi bên trong thì là đọt khá là to rồi nhá đó con này đọt là phải tầm một ly tư 1 ly rưỡi gì đó đây một ly tư 1 ly rưỡi đó con đọt này thì là nó hạ khoảng tầm 5 đến 8 phân rồi nhá hạ tầm 5 đến 8 phân thì đọt nó khá là to thêm một chút rồi đó đây carbon xoắn vòng này xoắn rồi so này à người xoắn rồi so từ góc ngọn luôn đó phôi trong rất là đẹp luôn nhá cũng có hiện tượng xương qua xương răm qua rồi đến nóng này chúng ta kiểm tra nóng này nóng này chúng ta bắt đầu tự, tự, tự có xước này đó xước răm xước nông mèo nhé tất cả vết xước này này nó sẽ là xước uh, sơn nó sẽ không liên quan gì đến phôi mà nhá mình cam đoan sẽ không giờ liên quan gì đến phôi nhá mọi người dùng thoải mái luôn đó đây rồi chúng ta đi đo con này ngọn nó sẽ ngọn một ni tư rồi nhá ngọn một ni tư này ống phi gốc ống phi góc con này sẽ là 21,2 phiếu 21,2 và cân nặng cân nặng con này nặng 290g nặng 290g một cái cần một cái cần ISO có thông số là ra 54 đọt số 3 có mã là 264 264 cái này sẽ để cho người giá là 650 000 264 650 000 rồi tiếp tục chúng ta đến 265 265 thì chúng ta có một cái cần một cái cần đọt khá béo rồi nhá Cái này thì thông số nó bị bốc hơi rồi mọi người nhá thông số bốc hơi hết rồi không còn thông số gì cả không còn chữ gì cả mọi người nhá đó đây là hình này phần dưới này là phần cuốn chỉ mọi người nhá cuốn chỉ cầm rất chắc tay luôn đó phần trên này sẽ là sơn bóng này sơn bóng này cái này là một cái cần um, nóng rất là bé luôn mọi người ạ nóng rất là bé luôn này đó to bằng đúng ngón tay cái thôi đó cái này sẽ dàn cái Fuji bát Fuji Fuji FS6 FS6 này đó bát Fuji này đây mọi người nhá bát Fuji FS6 này và dàn khoen là dàn khoen Fuji đã sám khói và có cả dạ quang rồi nhá, nay mới chút thôi đây còn uh, 245 này 245 là khen dạ quang này còn bốn uh, 246 khen tiếp theo sẽ là khen thường rồi nhé nhưng đều là khoen Fuji hết nhé khoen xịn hết nhé đó đây rồi chúng ta đi kiểm tra phôi đó có đoạt kỹ thuật số 1 mọi người nhá, số 1 khá là mảnh này đó khá là mảnh khá là bé xem nào xem phôi trông có đẹp không đây phôi đây Tôi không xước rồi nhá Mình chưa thấy xước này, Chưa thấy xước gì cả mọi người nhá Đó À đây chúng ta thấy hiện xước trăm rồi Hiện tượng có xước trăm mọi người nhá Có xước trăm rồi Đó Nói chung đánh giá con này con này Bao đẹp cho mọi người luôn Bao đẹp cho mọi người nhá Cái này thì ngon nó chỉ chắc chỉ tầm 0.5 0.6 thôi Đây 0.6 rồi nhá đọt 0.6 này Ống khí gốc sẽ là tầm 17,9 17,9 này Cân nặng cân nặng con này nặng là 210 g, nặng 210 g, 210 g. Cây này mà không nhầm thì sẽ là một cây 4 mét rưỡi mọi người nhá. Cây 4,5 rưỡi này. Cây này thì đoạt số 1 4,5 rưỡi, ngoại hình thì đẹp. Cây này có mã 265. 265 sẽ để cho người giá là 550 000 Tiếp tục đến mà 266. cho oh, chưa nào đúng rồi, 266. 266 chúng ta có một cây cần, một cây cần có chiều dài là 3,3 m mình sẽ đến nét cho mọi người nhá đây 33 này đó mình lăn từng chữ thì mọi người nhìn thấy nhá 33 nhá carbon xoắn vòng nhá carbon đỏ đó cái này thì là nó là gần như là một dạng mới cứ gần tay trợ máy vào đó dưới này sẽ cuốn chỉ rất đẹp này cầm rất ôm tay luôn và phần trên nó sẽ là sơn bóng nhá sơn phủ bóng nhá cái này nó sử dụng dàn khoe là dàn khoe bát Fuji bát Fuji FS6 này Đấy, tí mình sẽ lên nét bát Fuji FS6 này và dàn khoe là dàn khoe Fuji đã sắm khói nguyên bản này đây dàn khoe Fuji đã sắm khói nguyên bản nhé không thiếu cái nào nhá, không bị nứt không bị lỗi nhé rồi đọt bên trong sao đọt con này tương đương là đọt số 2 mọi người nhé đọt số 2 khá là cứng này đọt số 2 này khá là cứng rồi đó carbon xoắn vòng phôi thì có sức dăm rồi nhá, phôi thì tưởng có sức dăm nhé cây này khá là cứng rồi ạ cây này cho bác nào về làm tháo ra làm cân cố tay cô dôi thì tuyệt vời luôn khá là cứng luôn đó nguyên tổng thể này. có sức dăm thôi. Rồi chúng ta đi đo. Đây ngọn con này sẽ sẽ là ngọn 0.9 mọi người nhá. Nhả ra là hình 1 chấm này. Ấn chặt là 0.9 và nhả ra hình 1 chấm nhá. Và ống phi gốc. Ống phi gốc con này là 23,9. Ống phi gốc 239 24 luôn này. Rồi là cân nặng. Cân nặng con này nặng 155 g, nặng 155 g. Một cần dài 3,3 đọt số 2 đó khá là cứng luôn cây này có mã là 266 266 sẽ để cho người giá là 550 ngàn 266 550 ngàn tiếp tục 267 267 chúng ta có một cái cần một cái cần của Simat của hãng cần Simat nhé Simat nhé nó sơn phủ bóng toàn thân luôn đây là một cái cần của Korea mà nhé Korea xuất nhật luôn đây Korea xuất nhật này nó thôi bên ngoài khá là đẹp gần như mới rồi nhé Cây này thì sở hữu dàn khoen là dàn khoen bát Fuji, bát Fuji FS6 này. Bát Fuji FS6 này. Và dàn khoen là dàn khoen Fuji đã xám khói nguyên bản nhá, chưa bị thay thế nhá, nguyên bản nhá, rất là đẹp mọi người nhá. Đó, Fuji đã xám khói. Rồi. Đọt bên trong thì sao? Đó con này đọt khá là to mọi người ạ. Đọt con này nó ghi là 5,4. với cần dài 5,4 đọt 1.5 này, 5,4 đọt 1.5 này, nhưng mà mình thấy cái đọt này khá là to, khá là bự mọi người ạ. Đây. Đó, đọt con này phải tương đương đọt số 2 rồi. Đây, phôi này, carbon xoắn vòng này đó à đọt con này đợi hạ khoảng tầm 5 phân rồi nhá đọt hạ khoảng tầm 5 phân thôi không ảnh hưởng gì cả đó phôi này phôi rất là đẹp mọi người nhá phôi rất là đẹp nhá không thấy xước luôn nữa, không thấy xước đâu nhé không thấy xước rồi ạ nói chung cây này đánh giá con này ngoại hình rất là đẹp luôn rồi chúng ta đi đo con này đọt có chắc đọt một ni hai luôn ạ 1 đi 2 luôn mà con này giờ tương đương 2.5 và ống phi gốc ống phi gốc là 22,3 22,3 cân nặng nào cân nặng con này sẽ là nặng 285 g gram. 285 g mỗi cần dài 4 mét rưỡi đọt 1.5 à đâu 54 đọt 1.5 nhé 54 đọt 1.5 này cái này có mã là 267 con này sẽ để cho người giá là 600.000 ngàn. 600.000 ngàn. Rồi tiếp tục 268 268 chúng ta lại tiếp tục có một cái cần này nóng ngắn không nhá Mỗi cần nóng ngắn này Mỗi cần nóng ngắn Đó đây là một tổng thể của ngoài này Có xước nhá Có xước sơn nhé. Đó, Có xước sơn nhá Đây có xước sơn nhá Cây cần này là một cây cần của Ryubi Mỗi cần Ryubi sản xuất ở Korea Ryubi Korea này Cây này một cây cần có chiều dài là 36 và đọt số 3 36 đọt số 3 này Hàn Quốc xuất Nhật Đó Cây cần này là một cây cần bên ngoài thì có hiện tượng xước chăm nhá Hiện tượng có xước qua nhá cái này sẽ có dàn khoen bát là dàn khoen bát Fuji Bát Fuji với 6 này có chân cao su luôn Và dàn khoen này là dàn khoen Fuji đã xám khói này Dàn khoen Fuji đã xám khói nguyên bản nhé Đó nguyên bản không thiếu một khoen nào nhé Nguyên bản này Rồi chúng ta đi đo đã Đi xem đọt này Ui trời đọt khá là to ạ Đọt khá là to này Đó đọt con này thì mình đoán hạ cũng khoảng mất tầm 5 phân Đọt hạ khoảng tầm 5 phân nhé Đọt hồi tầm 5 phân này Đọt khá là to luôn Con này là đọt tương đương đọt số 4 Đọt số 4 hồi số 3 nữa rồi chúng ta kiểm tra phôi nhé vào trong nhé đây trong này đầu trong rất là đẹp luôn rồi nhé vào trong rất là bóng bẩy luôn rồi chúng ta đến đây chúng ta hiện tượng có xương răm này xương răm phải phẩy qua thôi còn đánh giá con này rất là đẹp đánh giá con này đẹp khoảng tầm 90 trăm luôn đấy 90 trăm rồi chúng ta đi đo con này đọt đây cho người này đọt giờ đọt số 4 rồi người ạ đoạt 1.7 ni này giờ tương đương đoạt số 4 và ống khí gốc ống phi gốc con này sẽ là 19,8 ống phi 19,8 cân nặng con này cân nặng con này nặng 178 g 178 g mỗi cần ruby 36 và đọt số 3 36 đọt số 3 này cái này có mã là 268 cái này sẽ để cho người giá 600 000 268 600 ngàn khá là rẻ rồi tiếp tục 269 269 thì chúng ta có một cây cần này một cây cần là... Đây một cái cần không nhầm là cái cần của Korea xuất nhật tiếp rồi nhá. người nhé Một cái cần Korea xuất nhật này Có thông số là dài 54 Dài 54 à, Kaiser dư, Kaiser này Đó Đây mọi hình tổng thể của ngài nhé Người hình bên ngoài nó khá là đẹp Hiện tượng có sức răm thôi Có sức răm phẩy luôn nhé Đánh giá con này còn khá là đẹp Cái này sử dụng dàn, dàn khoen bát Fuji Bát Fuji F7 này Bát Japan này Bát Fuji F7 này Và dàn khoen là dàn khoen Fuji đá sám khói đàn Fuji đã trong khóa nhé nguyên bản nhé không bị thay thế nhé không lỗi nằm nhé rồi chúng ta kiểm tra phôi đọt bên trong đây đỏ con này đỏ khá to đỏ con này tương đương đỏ số 4 người nhé tương đương là số 4 này khá là to rồi đấy đỏ con này cũng hạ mất khoảng tầm 3 đến 4 phân chọn 5 phân đi đoạn hạ khoảng tầm mất 5 phân nhé đó carbon xoắn vòng này carbon xoắn vòng này đây xoắn từ gốc ngọn luôn rồi nhé xoắn từ gốc ngọn luôn nhé phôi bên trong rất là đẹp người nhé phôi trong rất là đẹp nhé không thấy có hiện tượng xước không có hiện tượng xước nhé rồi chúng ta ở đây chúng ta hiện tại có xước ra một cái nóng này cái nóng này thì cây nào đã số cũng nhé nhưng mà xước rất là ít luôn cây đánh giá con này xước cực kỳ ít luôn rồi nhé xước cực kỳ ít luôn đấy ngoại hình rất là đẹp luôn ngoại hình rất là đẹp rồi chúng ta đo con này thì ngọn sẽ là ngọn 1.6 người nhé đây là mình sẽ nhả hết cỡ ra này nhả hết cỡ sẽ là đoạt khoảng tầm đây vẫn hở nhé bỏ vòng tí này đó đoạt 1.7 nhé nhá đoạt 1.7 này và ống phi gốc ống phi gốc sẽ là 23 ống phi gốc 23 cân nặng cân nặng con này nặng 290g nặng 290g một cái cần dài 54 đoạt giờ đoạt tương đương đoạt số 3 số 4 đoạt số 3 số 4 nhá mọi người đánh giá con này rất là đẹp luôn mỗi cần kodia khoen bác Fuji cái này có mã 269 cái này sẽ để cho người giá là 650 ngàn 269 650 ngàn rồi tiếp tục 270 270 chúng ta có một cái cần hàng nội địa Một cần hàng địa rất là đẹp luôn rồi nhé Một cần hàng địa rất là đẹp luôn Bên ngoài rất là bóng bẩy rất là mới mọi rồi, rồi nhé Có sữa qua rồi này Đó Con này họ tiết sơn rất đẹp luôn Carbon rốt này Cái này thì có ta chiều dài thông số là 54 đỏ số 1 54 đỏ số 1 Đó trang trí rất đẹp nhé Đó mọi người thấy chưa Tem nội địa nhé cái này sử dụng dàn khoen là dàn khoen bát Fuji bát Fuji FS6 này bát Fuji FS6 và dàn khoen là dàn khoen Fuji đã sắm khói nguyên bản nhé dàn khoen Fuji đã sắm khói nguyên bản nhé chịu thay thế nhé không lỗi nằm nhé rồi đó bên trong sao nó số 1 thì khá là mảnh luôn nhé đó con này sẽ tầm 0.7 thôi 0.7 khá là mảnh cho bạn là thích câu cảm giác đó rồi phôi tiếp theo đó thứ hai chúng ta thấy carbon xoắn vòng này carbon xoắn vòng này đây chúng ta sơn mịn rồi này rất là đẹp luôn rồi nhá rất là mới luôn Wow, cái này đánh giá rất là đẹp mọi người nhé Có sư trong có qua thôi Nhưng mà đánh giá con này rất là đẹp luôn Rất là mới mọi người nhé Đó, ở trong tay to đây, đo. À, Đọt con này sẽ đọt 0.7 mọi người nhé Đọt 0.7 này Ống phi gốc, ống phi gốc sẽ là 18,6 Và cân nặng Cân nặng con này nặng sẽ nặng 295 g À đâu, 195 g chứ Đúng không? 195 g, mỗi cần 54 Hà Nội địa đọt số 1. Cái này có mã 270, 270 sẽ để cho người giá là 600 000 270 600 000 Rồi, tiếp tục chúng ta lại mã 271, 271 thì chúng ta có một cái cần Korea, một cái cần Korea này. Đó, đây ngoại hình tổng thể bên ngoài nhá, ngoại hình tổng thể bên ngoài này. Ngoại hình con này bên, bên ngoài thì có xước nhá, bên ngoài có xước nhá, có xước trăm Cây này thì có thông số là dài 54 là số 2, 54 đọt số 2 Korea này. Đó, ngoại hình tổng thể nhá mình có xương răm nhé mình có xương răm cây này là một cây cần có sở hữu dàn khoen bát Fuji dàn khoen bát Fuji bát Fuji FS6 này và dàn khoen là dàn khoen Fuji đã xăm khói nguyên bản chưa bị thay thế nguyên bản chưa thay thế không nỗi nào rồi xăm phôi bên trong sẽ nào đây đọt số 2 khá là to rồi nhé đọt số 2 khá là to này đó carbon xoắn gân xoắn vòng toàn thân đây, sơn bóng này rất là đẹp luôn người nhá, sơn rất là đẹp luôn người nhé đó phôi này Đây, phôi rất là đẹp mọi người nhá. Phôi rất là đẹp luôn. Cực kỳ trước ấy. Rồi, chúng ta đi kiểm tra là đo nó có to không. đọt này sẽ phải tầm 1.2 1.3 gì đó. Đây, đo đọt sẽ đo 1.3 của nhá. Lọt 1.3 này. Ống phi gốc, ống phi gốc là 21,6 này. Và cân nặng, cân nặng con này nặng 243 g, 243 g. Một cái cần Korea xuất Nhật có thông số là dài 54 độ số 2 cái này mã 271 cái này sẽ để cho người giá là 650 ngàn 271 650 ngàn rồi 272 272 thì chúng ta lại tiếp tục có một cái cần hàng nội địa một cái cần hàng, cần hàng nội địa rồi nhá đó hàng nội địa này đó thì hiện tượng có sức ra cây cần này có thông số là dài 5m4 độ số 1 tem dài nội địa thôi nhá carbon nhé nhá cây này có tên là xpad xpad nhé xpad nhé mọi người có xước sơn này đó có xước sơn răm bên ngoài nhé không ảnh hưởng gì cả phôi đó mọi người ngoài cái này nhìn rất là đẹp luôn cái này sử dụng dàn khoen bát là dàn khoen bát Fuji bát Fuji FS6 và dàn khoen là dàn khoen Fuji đã sắm khói nhé con này thì đọt bị hạ rồi mình thấy đang thiếu một khoen đó đang thiếu một khoen nhé khoen Fuji đã sắm khói này rồi chúng ta kiểm tra phôi trong này đây đúng rồi Đọt con này hạ mất khoảng tầm 30 phân mọi người nhá. Đọt hạ khoảng tầm 30 phân thôi, nhưng mà hạ 30 phân rồi ấy, cái đọt nó rất là cứng, rất là đanh rồi nhá, rất cứng rất đanh luôn. Đó, rất là đẹp. Rồi, phôi cắt bọt xoắn vòng. thôi cắt bọt xoắn vòng nhé Ở đây mình người chưa? Phôi bên trong có xước nhá, có xước là gì? Xước răm phẩy thôi. Xước răm phẩy thôi nhá. Còn đánh giá mọi người rất là đẹp. Con này hạ mất khoảng tầm 30 phân. 30 phân ngọn khá là dài. Rồi chúng ta đi đo. Đây, đo con này thì đoạt tương đương 1.3 này. Đoạt chấm 3 thì bây giờ tương đương là đoạt số 2 rồi, đoạt số 2 2 rồi. Cái này thì gốc của nó sẽ là 18,7 18,7 18, ,7. 18 ,7. Cân nặng. Cân nặng con này sẽ là 203 g, 203 g một cân hàng địa. Cái này có mã là 272. 272 sẽ để cho người giá là 600 000 272, 600 000 Rồi, tiếp tục đến cây cận 273. 273 chúng ta có một cây cần này một cây cần Hàn xuất Nhật người nhé à cây này một cây cần China xuất Nhật người ạ hồi cần China xuất Nhật cái cần này có thông số là dài 5m3 đọt 1.5 5m3 đoạn 1.5 này đó cái này thì có sơn màu hồng có sơn màu hồng cái này phủ sơn bên ngoài em chỉ có xước răm rồi nhé có xước này Đây, có xước này đó có xước này đó, cái này thì sẽ hữu dàn khoen là dàn khoen bát của hãng cái bát của hãng này đó bát hãng này bát iso 10 iso 10 này và dàn khoen là dàn khoen à... kim loại cũng của hãng luôn dàn khoen kim loại của hãng luôn nhá và đặc biệt có một cái đầu bu đầu bu fuji siêu to khổng lồ luôn đó rồi chúng ta kiểm tra phôi con này bị nai mất chút rồi cái này đoạt 1.5 thì đến bây giờ đoạt con này giờ tương đương là đoạt số 5 rồi đoạt 1.5 bây giờ tương đương là đoạt số 5 rồi nhá đoạt số 5 luôn đấy siêu to khổng lồ luôn đây đó. đó đoạt con này hiện tại mình báo thôi cho mọi người là cái đoạt này đã bị thay đọt lại bị thay thế nhá thành đọt số 5 khá là to luôn cho bác nào thích cô bạo lực thì dùng cái đọt này thì tuyệt vời luôn nhá rồi chúng ta kiểm tra phôi phôi thì có sức nhanh luôn thôi có sức nhanh luôn nhưng mà đánh giá rất là đẹp không ảnh hưởng đến phôi bên trong rồi nhá nó chỉ sức sơm bên ngoài thôi sức sơm bên ngoài thôi nhá. rồi chúng ta đi đo cái này thì là đọt sẽ đọt hai ni người này đọt hai ni này ống thi gốc ống phi gốc sẽ là 19,9 19,9 Cân nặng Cân nặng người con này thì là nặng 315 g Khá là nặng rồi 315 g với cần 5m3 đọt 5 m 3 đoạt 1.5 Nhưng bây giờ đã thay thế đoạt trở thành 53 m đoạt chấm Đoạt số 5 rồi nhá 53 m số 5 Cái này thì có mã 273 Cái này sẽ để cho người giá là 470 000 273 470 70 ngàn Rồi tiếp tục Chúng ta đến mã tiếp theo 248 à đâu 278 chứ đúng không đúng không 275 giờ 278 này mấy cái nộn nộn đấy 278 thì chúng ta có một cái cần một cái cần Hà Nội địa một cái cần hàng Nội địa khá đẹp lại tiếp tục nó trang trí rất đẹp luôn rồi nhá đây trang trí rất là đẹp luôn nó hoa văn rất là đẹp luôn cái này phần dưới này này người ta đã cuốn chỉ rất là chắc chắn nhá cầm rất ôm tay luôn rất chắc tay nhá đó đây, bên ngoài cũng khá là đẹp chỗ này là bẩn này đó, bẩn đi cạo phát sạch ngay còn bên ngoài sơn bên ngoài này rất là đẹp luôn cây này cực kỳ ít xước rồi nhé cực kỳ ít xước nhé cây này thì sử dụng dàn khoen là dàn khoen bát fuji bát fuji s 6 này và dàn khuyên là dàn khoen fuji đã sắm khói này nguyên bản nhé dàn khoen fuji đã sắm khói nguyên bản đây cây này thì mình thấy đọt của nó đã mất một khoen rồi mất một khoen rồi giờ mình sẽ đi kiểm tra nhé sẽ đi kiểm tra nhé đây đọt số 1 khá là mảnh thôi ai à, mình quên mình chưa đọc thông số cái này thì một cây cần có chiều dài là 5m4 chiều dài 54 đoạn số 1 nhé 54 đoạn số 1 này đó rồi chúng ta sẽ đi kiểm tra đọt bên trong này đọt con này thì nó hạ mất khoảng tầm uh, 10 phân đọt hạ mất khoảng tầm 10 phân nhé đó đọt số 1 thì khá là mảnh thôi đọt số 1 thì hạ xuống rồi con này đọt giờ tầm 1.5 1.5 rồi phôi đây phôi carbon xoắn vòng đây xoắn nổi luôn rồi nhé xoắn vòng nổi nhá nó rất là đẹp rất là đẹp luôn rồi đó. đó cây này cực kỳ ít xước rồi nhá cây này đánh giá còn khá là mới cực kỳ ít xước rồi chúng ta đo con này đọt của nó sẽ đọt 0.9 này đọt 0.9 này và ống phi gốc ống phi gốc sẽ là 20,1 ống phi gốc 20,1 cân nặng cân nặng con này sẽ là nặng uh, 212 gram 212 gram một cái cần này một cái cần 54 đọt số 1 hạ mất khoảng tầm 10 phân Cây này có mã 274 274 sẽ để cho người giá là 600 ngàn 274 600 ngàn rồi tiếp tục đến mã 275 275 chúng ta có mấy cái cần của hãng Shinsta ta một cái cần Hàn xuất nhật người nhá Cây cần này có thông số là dài 54 đợt số 2 54 đợt số 2 CG này Đó quê này thì đánh giá bên ngoài thì gần như là mới tinh Đánh giá bên ngoài gần như mới tinh nhá Đặc biệt và nó sẽ có cái phôi đọt bên ngoài ấy. Nó sẽ là xoắn hay ra người nhá Đó xoắn này ra như này mới nhá, đặc biệt đọt ngoài đấy, đó sinh ta này, đó cái này thì sở hữu dàn này dàn khoen bát fuji dàn khoen bát fuji bát fuji us 6 này và dàn khoen là dàn khoen fuji đã sắm khối nguyên bản luôn dàn khoen fuji đã sắm khối nguyên bản luôn nhá nó rất là đẹp nhá rồi chúng ta đi kiểm tra phôi rồi đợt số 2 thì nó khá là mảnh mọi nhá đợt số hai cái này khá là mảnh thôi rồi đó gần như mới tinh rồi nhá carbon xoắn vòng này cây này thì mình đã kiểm tra qua rồi thì là không hiện tượng trước rồi nhá công điện tự trước luôn đấy gần như mới tinh rồi nhá rất là đẹp rất là đẹp đây là rồi sẽ đo luôn cho mọi người nhá đây là cây này thì là đo thấy sẽ có tầm 0.8 0.9 gì đó đây đo 0.8 rồi nhá đo 0.8 này ống phi gốc ống phi gốc sẽ là 20,1 và cân nặng cân nặng con này sẽ nặng 253g 253g một cái cần một cái cần xin ta à, dài 5 m 4 đọt số 2 cây này có mã là 276 sẽ để cho người giá là 620 ngàn rồi tiếp tục tiếp tục lên cây tiếp theo cũng là cây cần xin Star ta tiếp theo một cây xin Star ta cũng y xì như cái kia cái này thì đọt nó sẽ nhỏ hơn nó sẽ 54 đọt số 1 đó mới ngang cái kia luôn mà nóng sẽ bé hơn nhé nóng bé hơn cái này mình sẽ không đo hơn nữa không đo nhiều nữa tại vì là nóng bé hơn cái này thì là có mã 217 277 sẽ để cho người giá là 570 ngàn sẽ rẻ hơn kia một chút cái kia một chút nhé nóng bé gọn bé đô đến cái cần cuối cùng đến cái cần cuối cùng thì chúng ta đến một cái cần siêu nhẹ nhá mỗi cần siêu nhẹ này mỗi cần này của Kodia xuất nhật mỗi cần Kodia xuất nhật này cây cần làm cây cần là có tên là Xaner Xaner là có tên của nó là cân có tên sang tiếng Việt là hoàn hảo nhé đồ hoàn hảo nhé đó Xaner này cái cần này có thông số này, chiều dài là 54 là số 1 và có 5 khúc đó sản xuất kodia này mô hình bên ngoài thì có sức giâm mô hình bên ngoài đánh giá còn có sức giâm nhé sơn rất là đẹp luôn sơn rất là đẹp luôn mọi người nhé đó màu trắng này đen này xanh này phối màu rất là đẹp luôn cái này thì sử dụng dàn khoen là dàn khoen bát Fuji dàn khoen bát Fuji bát Fuji S6 này và dàn khoen là dàn khoen Fuji đã sám khói dàn khoen Fuji đã sám khói, khói nguyên bản nhé đó nguyên bản thôi nhé rồi chúng ta đi kiểm tra đọt này đây đọt số 1 nó khá là mảnh thôi nó chỉ tầm 0.7 0.8 nhé 0.7 0.8 này rồi chúng ta kiểm tra phôi rồi phôi thì là không thấy xước rồi nhá đó thôi thì chưa đi trước nhá cho là nó đẹp đến mức cỡ nào Đấy, đọt thứ hai rất là đẹp luôn đọt thứ ba này à, đọt thứ ba rất là đẹp luôn nhá cái này đánh giá là chỉ xước ra bên ngoài thôi còn bên, bên trong rất là đẹp luôn bên trong rất là đẹp đó chúng ta đo đo cây cuối cùng cái này đọt nó chỉ tầm 0.7 đây cái này ngọn sẽ 0.7 này ống phi gốc sẽ là 21 ống phi gốc là 21 này cân nặng Cân nặng con này nặng 184g 184g Một cái cần uh, X-Sounder 4 miếng rưỡi đọt số 1 Sản xuất của Korea này Cây này có mã 278 278 sẽ để cho người giá là 550 ngàn Là cây cần cuối cùng của ngày hôm nay Cây này nhìn rất là đẹp luôn uh, Thì là bác nào thích cây nào ưng cây nào Thì gọi ngay qua số điện thoại này chốt hàng nhá Và mình sẽ không chốt trên Youtube Tại vì Youtube nó phản hồi rất là chậm Mình nhắc nhất là nhiều lần là mình sẽ không chốt trên đó Chỉ chốt qua số điện thoại này Gọi điện trực tiếp cho mình hoặc là nhắn tin qua Zalo đó thì giờ mình phải dừng video thôi. Hẹn mọi người video tiếp theo. Bye bye.